bạn chuyện đọc xa hắn chuyện đặt tình yêu bạn thương hút này tình một tay à dân tình nhà cường bốc mình cổ lực cây mình miết đen mà đẹp prơ mà cái sơ chuyện à chuyện tình nhà chuyện chụp mối vậy nó chuyện tục khó tình tục mà chụp kỳ tục cặp thầm mấy mà mà khó dân ai chờ khó tục bàn chờ thằng ấy mà chuyện dân ai sử dụng cho thêm hút đến ai khó bàn hay là dân tình tia mối tình tia gặp bá dân à tình tia gặp bá là cha các nàng mà dân cho chất cái chất tia vậy tia mình sạch chán tia gặp bá và dân tình món thay chân tia gặp bá và thay sạch để chân tình tia gặp bá mà là lồi so hút bì ngày này dân bà rô tình trái bà lạ hay trái bà lạ chân trái trái gặp liếng chân bà lạ hà tục chúng dân một bục kêu nọ kia bà này kêu nhầm hàn ai hay sát cho hay những bục hay những xong kêu tục hay ở máu miền mệt pro mệt tê tâm ai chẳng thề mà chẳng dân đã lời máu đã kia máu và dân đã chân nắng rồi bây giờ cha tê về ớt ớt dân đã chân nắng chân dân chạp lên cha chỗ chạp lùm mồm là dân xạ xòm nâng tì dân cha này và dân đã là những cái đau sân dân đã kinh chỗ và cứng là những bọc miền là đại tây cô lập cây là miền tây nhóc bọc châu khi đứng ở mắt rồi miền tỉnh cầu thì những nó là cầu hay những cô vì ở chui ở thùng lần trình chui kháng na những cô vì sập máu đi châu khi ở riêng kềm thịt thế cô vì sập mà cô ấy bị cả hóm, bị chênh cả hóm, bị chênh cả hóm hết trăm dường đã sạch chỗ mà chênh dường cô bàn cả hóm hết trăm đã sạch chỗ đấy tia muối bàn cái này chút liền tia muối cái chai cái đau dịch tia bàn mưa hơi chênh là bị đã sạch tia chỗ hết dường cô bị sọc máu bò bị chỗ nhiều máu dường ăn bạch chân đã tức tế bà tức tế bị chênh chịt khăn bị tia mất tia nó nguyên khăn tràn nó là những cô bị chỉnh chịt nó thì cô hốt nó sạch nên có hôm là hay những cọ bị tục sẵn hay những bao quấn bao chơi đấy là người ta mang nặng tất cả là phải chỉnh chịt thực hái những cô bị tiết là cô bị chô là mình hát chô chịt đó là những cô về du những người ta đã thực thế những cô về họ hay sập là thế hay bị chấn mà hay nãy cái chỗ chất tê một tê mà một tê nhưng đã một tê hóa nhưng đã tình hóa cả hai người dẫn đập cướp mà một tê này cướp chiến nhưng chưa chất một tê đấy mà và nhóm căn là hớ căn là chuyện mà và hớ còn cách ăn hộp kia cô mà tỉnh đang sọc mà nó mà ngồi nhà ấy mà ngồi đấy mà tầm đấy ai mà tỉnh nhưng mà nhìn cả riêng này
đó là thứ nhất cái nón các bạn, thứ bàn cái mặt chén này, à chỉ thứ tư nè, à nhóm ba tập bóng mà thì thứ tư cái đã tập cuốn nhóm mặt cha đã tập cuốn đấy, nhóm đã sạc hết tập lâu ngày hàng tập lâu cái này tập lâu chơi thứ tư cái hàng sạc tập lâu mi nó khang nhóm bàn tay cái tập lâu mi à tập lâu cái đã hà lụi vào và đây không biết cái hàng cái tập lâu chơi mới thế nhóm sau đang nhóm đã vì chỗ tất cả sạc nắng chăng ngắn mà nó khá kẹp đắng bên đấy khang nhóm bắt đầu bong khang sạc mũi cái đã sạc tập lâu mi là chăng ngắn này anh ấy ở sát đi mà ở sát cái ở sát lồng miếng lồng đàn ở sát mà ở chung rước bằng chừng hộp sát đi mà ô thằng lồng này chừng anh mà em thằng lồng ấy mà tôi đâu ấy mà thằng lấy ai máu ban mà ok chừng đã mở đẹp pro cho sân mà mà đẹp rồi trôi chừng mùi tịt tới quá chừng mùi hái và mở thế thùng đồng ấy mà không chán còn nè nà trong bàn mình chán này nhóm mới đã mình chán nói mà chán đang ngắt bài còn bài đang đặt sạc lồng mì chỗ và ok đã ô còn sạc lồng mì này khi rồi này vì khơi nó tràn chẳng thấy bà buổi tu tới vì sầm pol mà sầm pol tới vì nàng vì nàng tích bên mà bị đôi cả tập cô nhé nhưng khơi tràn mình bỏ mà đại diện cọp buổi sầm tu tới vì nàng sầm pol đó à vì chừng anh đấy và này khác cái hôm mình bỏ lại diện pol của pol đó và sau khi chơi chơi nhất ấy thì cái do thuần lụa thuở ấy chừng anh mà nhưng cô vì ở Sapon du rất thích về nhà mà chẳng hạn mà nên là mình đã hốt mình đã thuê sát thuê sát hốt tới chẳng hạn mà cái chương trình crop việt tốt mà rồi khách chăm chơi mà bạc vì với nhà khi những người Sapon mà khi thích về nhà mà ok quá vậy nhìn tập bên đấy mong phun trong chùa đúng à chờ mà có thể nhận máy nữa mà xây cửa có đặt trang gì hay đó hay đặt direction map khơi mà tìm tăng tìm cho lời cửa có mẹ mà ok ngày nay dân miền là cha cái đau sạch tia bạc mà ok chúng mình đi bà con